Trường Đại học Đà Lạt đã công bố mức điểm sàn đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy bằng phương thức sử dụng kết quả kỳ thi Trung học phổ thông năm 2022 với mức điểm cao nhất là 21 điểm và thấp nhất là 16 điểm. Cụ thể, mức điểm cao nhất là ngành giáo dục tiểu học với 21 điểm, tiếp đến là ngành sư phạm toán và tiếng Anh mức điểm 20. Các ngành học còn lại có mức điểm sàn từ 16 đến 19 điểm. Mức điểm sàn là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, công nhân hệ số, đã bao gồm ưu tiên khu vực và đối tượng Riêng ngành sư phạm tiếng Anh và ngôn ngữ Anh, ngoài điều kiện về điểm sàn, môn tiếng Anh phải đạt từ 5 điểm trở lên để được xét tuyển. Thời gian đăng ký hệ thống trước 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022. Được biết trong năm học mới này, trường Đại học Đà Lạt tuyển sinh trên 2.000 chỉ tiêu ở 41 ngành học.